Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp đi qua Phù Lưu. Phù Lưu là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích 4,69 km², với dân số năm 1999 tổng cộng 4.965 người, với mật độ 1.059 người/km². Xã có mệnh chính là 10429.